bắt đầu nhá. Các em comment đáp án xuống phía dưới nhá. Để thầy xem à, câu số 1 đáp án gì này. Dung dịch nào sau đây không dẫn được điện này. Đấy, chữ có khó nhìn quá không em? Chữ có nhìn rõ. Thầy mới hết đau họng này, mũi vẫn đang sụt xịt. Chào Rông Coca. Hello. Điện thoại mạng vẫn chưa lên được. Chào Lê Hồng Nhung. À, bạn Thành Hứa comment đầu tiên này. 1B. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn được điện? Các em chú ý là không dẫn được điện thì tương đương với việc nó không phải chất điện ly. Không phải chất điện ly. Thế thì chất điện ly là những thằng nào? Chất điện ly là bọn axit, bazơ, muối, đúng không? Thế vậy thì thằng này muối này, loại này. Thằng axit loại này. Thằng này bazơ loại này. Hơi mờ Hà Phương. Hơi mờ. Ừ, có lẽ đề hôm nay thầy in nó hơi bị nhỏ. Các em cố gắng chút nhé. Ờ, để thầy cho tay thì ra dịch ra chút. À. Thầy cũng thấy hơi mờ mờ. Chắc do chữ nhỏ đấy. Mấy bạn share vào trong cái nhóm học của thầy với. À, vậy ở đây mình có này. Không dẫn được điện là ancol, ethylic. Đáp án đúng đáp án B. Được chưa? Mình có câu tiếp theo nhá. Câu số 2 này. Công thức khoa học của superphosphate kép. Ôi dồi ôi, câu này khó. Thế thì thầy có một cái chiêu giúp cho em nhớ. Kép là 2 gì? Thế em nhớ thầy nhá. Về phân ấy, thì superphosphate đơn thì là gồm CaH2PO4 tất cả 2 lần và CaSO4. Còn kép thì chỉ có mỗi anh CaH2PO4 tất cả 2 lần. Cách nhớ này này. Cứ superphosphate thì là tồn tại CaH2PO4 2 lần. Đơn là 1, có nghĩa là trong 1 mà lại có 2. Trong 2 mà lại chỉ có 1. Đơn là 1, 1 thì có 2. Kép là 2, 2 thì lại chỉ có 1. Được chưa? Vậy, thành phần chính hóa học của phân superphosphate kép là A. Ok. Tiệm đó thôi thì chị Huế sẽ gửi điểm cho thầy. Và thầy sẽ công bố bạn được điểm cao nhất ngày hôm nay sẽ được nhận thưởng cuốn sách của thầy. Đúng chưa? Sách vừa mới xuất bản, chống photo luôn. Sách cực kỳ chất. Câu số 3. Trong phòng thí nghiệm để điều chế một lượng nhỏ khí nitơ, người ta đun nóng một muối X bão hòa, muối X là. Thế thì điều chế nitơ nhá. Thì em lưu ý này, NH4Cl này, tiện thể để nhắc đây luôn, nhiệt phân để tạo thành NH3 cộng HCl. Vậy là không phải điều chế nitơ rồi, loại này. Ok. NH4NO3 nhiệt phân thì tạo thành N2O cộng H2O. Được chưa? Thì cũng không phải điều chế nitơ. Loại tiếp. NaNO3 nhiệt phân thì tạo thành NaNO2. NaNO2 cộng oxy cũng loại tiếp, không có nitơ. Vậy chỉ có NH4NO2 nhiệt phân thì tạo thành N2 cộng H2O thôi. Vậy đáp án đúng thì là đáp án A. Ok chưa cả nhà? Đấy, các em lưu ý nhá. Đáp án đúng mình là đáp án A. Câu số 4. Nếu hôm nay mà xe điên đảo ủng hộ mãnh liệt thì thầy sẽ giải full. Đấy, tùy thuộc vào việc mà các em xe lại về tường xong tác được bao nhiêu bạn vào đây thì thầy sẽ giải full đề này. Phải tất cả phụ thuộc vào các em hết. Câu 4. Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion? Các em lưu ý nhé. Trao đổi ion. Đấy, cụm từ nó lên tất cả. Nhôm cộng H24 này thì sinh ra hydro này. Vậy đây là phản ứng thế. Loại A nhé. HCl cộng FeS. Sorry các em. Thì anh HCl cộng FeS này để tạo thành FeCl2 cộng H2S. Đúng không H2S? Bày lên. Được chưa? Tiếp tục đấy. NaOH cộng HCl tạo thành NaCl cộng nước. Cái này mới là phản ứng trao đổi ion này. 4 đáp án đúng mình đáp án C. Rất tốt. Rất nhiều bạn nhớ kiến thức lớp 11 đấy. Cái đề thi thử Diệu Hiền Cần Thơ lần 1 này có rất nhiều chương trình lớp 11. Đấy, thế nên là thầy mới chữa cho các em. Hơi mờ thật. Các em chú ý chút nhá, hơi mờ thật đấy. Thầy thấy nó cũng hơi mờ mờ. Không hiểu tại sao, hay do lỗi đường truyền hay do kết nối mạng. Các em cho to màn hình lên thì sẽ cảm giác thấy ổn ổn thôi. Nhá. Ok, tiếp tục này. Câu số 5. X là dung dịch NaOH. Câu này nhiều bạn sai này. X là dung dịch NaOH có pH bằng 12. Thế các em lưu ý này. Acid thì tính theo pH. Còn bazơ
thì tính theo pH. Ở đây dung dịch NaOH của mình là bao giờ? NaOH pH bằng 12 suy ra pOH của mình bằng 2. pH bằng 2 suy ra nồng độ OH trừ bằng 10 mũ trừ 2. Được chưa? Nhớ chưa? Nồng độ OH trừ của mình bằng 10 mũ trừ 2 ấy, thì dẫn đến một điều là mình sẽ có OH trừ cộng H cộng. Số mol OH trừ của mình sẽ bằng 10 mũ trừ 2 nhân với lại 0,2 thì là bằng 0,2 nhân 10 mũ trừ 2. Được chưa? Mình sẽ có số mol H cộng. Trung hòa mà thì cần H cộng, vậy thì số mol H cộng thì sẽ phải bằng số mol OH trừ bằng 0,2 nhân 10 mũ trừ 2. Được chưa? Vậy suy ra, suy ra Y này cần V ml 10 mũ trừ 2 pH bằng 2. pH bằng 2 suy ra nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ 2. Vậy thì có CM bằng N trên V, V bằng N trên CM. N bằng 0,2 nhân 10 mũ trừ 2, CM thì bằng 10 mũ trừ 2. Vậy bằng 0,2 thôi. Thì đáp án đúng mình đáp án B. Khá nhiều bạn bị nhầm ở câu này, bởi vì các bạn cứ nghĩ là H24 phải như thế nào, nhưng chúng ta chú ý bản chất ta là OH trừ cộng H cộng, và pH chúng ta là tính theo H cộng thôi. Là ok. Được chưa? 4C Trịnh Chu Hà chính xác. Trịnh Chu Hà là team offline của thầy đấy, làm rất chính xác. 5 là đáp án B các em nhá. Ok, rất tốt. Mình tiếp nào. Mình tiếp là sang câu số 6 nào các em. Cả nhà cùng comment đáp án mạnh mẽ nào. Ủng hộ ông thầy bị ốm đau. Thầy bị ốm mà vẫn live stream cùng các em. Thầy chăm chỉ không? Hello, rồi, 6C. Phản ứng nào sau đây không đúng? Các em cùng nhìn nhá. À, chị Huế đã gửi thầy ảnh đáp án ngày hôm nay. Nhân tiện tại đây thì thầy thông báo cho cả nhà. Chị Huế vừa gửi thầy bảng điểm của ngày hôm nay. Có 2 bạn được 9,75. Có 2 bạn được 9,75. Thầy chưa zoom lên được. Wow. Có 2 bạn được 9,75. Chúc mừng bạn Nguyễn Giang. Chúc mừng bạn Nguyễn Giang. Nguyễn Giang này. 9,75. Nguyễn Giang em tức inbox cho thầy nhá. Nguyễn Giang đâu nhỉ? Nguyễn Giang có đang theo dõi livestream không? Nguyễn Giang livestream, theo dõi livestream thì inbox ngay tức cho thầy. Và bạn thứ hai là bạn Thịnh. CSL cũng ngay tức inbox cho thầy nhá. Vậy là mình có Nguyễn Giang và Thịnh được điểm cao nhất ngày hôm nay, 9,75 điểm, ngay tức inbox cho thầy nhá. Ok. Đây là xong buổi thi ngày hôm nay. Thank you chị Nguyễn Huế nhiều. Cảm ơn chị Nguyễn Huế đấy, đã giúp thầy thực hiện cái buổi live ngày hôm nay cho các em. Câu số 6, phản ứng nào sau đây không đúng? Các em lưu ý nha. Câu số 6, phản ứng nào sau đây không đúng? Thế thì phản ứng không đúng ở đây của chúng ta, NaNO3 nhiệt phân để tạo thành NaNO2 cộng oxy. Ok, chính xác. CuNO3 lần nhiệt phân để tạo thành CuO cộng NO2 cộng oxy. Ok, cũng chính xác luôn. AgNO3 nhiệt phân để tạo thành Ag cộng với NO2 cộng oxy, chính xác tiếp. Vậy chỉ có FeNO3 hai lần nhiệt phân thì nó phải tạo thành Fe2O3, bởi vì đây có oxy này, thì nó phải tạo thành Fe2O3. Vậy không chính xác là đáp án gì? Ok, các em thấy chưa? Câu số 7. Nào. Câu số 7 đáp án gì các em nhỉ? Câu số 7 cho phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào sau đây? CH5OH cộng với CH3OH. Cái này nhiều bạn không biết đâu, nhiều bạn gà lắm. Xem nào, phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào sau đây? C2H5OH cộng với lại CH3OH. Đây, anh phản ứng này là phản ứng gì nhỉ? Không phải trùng hợp.
trường hợp có đôi đôi, cộng thì phải cũng phải có đôi đôi, đúng chưa? Đây chỉ có thế hoặc tách, đúng không? Đây không phải là tách, đúng chưa? Nó là phản ứng thế. Đáp án đúng, đáp án gì? Rất tốt, thế đấy bạn Nguyễn Thế Khải comment rất đúng. Mình sang câu tiếp theo nhá. Câu số 8. Câu số 8. Hòa tan hoàn toàn M gam sắt. Hòa tan hoàn toàn M gam sắt trong dịch H2O3 dư thu được 3,36 lít khí NO. Là thầy viết phương trình này. Fe này cộng với lại H2O3 dư này. Các em lưu ý là H2O3 ở đây dư nhá. Thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Vậy thì tìm được số mol khí NO bằng 3,36 chia cho 2,4 thì bằng 0,15 mol. Sản phẩm khử duy nhất chứng tỏ không có NH4. Không có NH4. Và dung dịch có chứa argam muối. Argam muối mình lưu ý ở đây là H2O3 dư thì sắt của thầy nó phải lên sắt dương 3. FeNO3 3 lần. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm argam muối. Thế đây là một câu dễ, thì em lưu ý này. Sắt của thầy là từ sắt 0 lên sắt dương 3. Vậy là nhường 3E. Nitơ của thầy là từ nitơ dương 5 về nitơ dương 2. Vậy là nhận 3E. Vậy thì có thủ thuật bảo toàn E thì thầy có 3 lần số mol sắt. 3 lần số mol sắt luôn bằng 3 lần số mol NO. Hay nói khác là số mol sắt phản ứng bằng số mol NO. Vậy số mol sắt bằng 0,15. Thì có phải sắt chui hết trong này không? Bằng 0,15. Nào các em bấm cho thầy xem khối lượng là bao nhiêu. Máy tính thần thoại. 0,15 nhân với 0,15 nhân bằng đơn 56 cộng với 62 nhân 3 bằng 36,3 gam. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. Bỏ. Ok, 8B rất tốt. Thì nhìn thấy rất nhiều bạn comment đúng. Nguyễn Văn Tài, Hoàng Lê. Rất tốt. Câu số 9. Câu số 9. Cho dãy trong cho dãy các chất, số chất trong dãy có tính oxy hóa là. Các em ơi, các bạn đang theo dõi video live stream của thầy, giúp thầy share lại video live stream về tường, xong rồi tag tất cả các bạn của em vào trong video live stream này nhá. Nhanh tay giúp thầy. Ok, mình tiếp này. Câu số 9. Cho dãy các chất, cho dãy các chất, số chất trong dãy có tính lưỡng tính là. Xem bạn nào comment đúng cái phần này. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là. Xem bé nào comment đúng. Mũi thầy vẫn tậm tịt lắm các bạn. Mũi thầy vẫn đang bị tậm tịt ấy. Nào câu số 9. Câu số 9. Ok. Nào mình có câu số 9 này. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính. Em lưu ý này, CrO3 lưỡng tính một thằng, ZnOH2 là lưỡng tính hai thằng. Đây là bọn hydroxy lưỡng tính nhá. Được chưa? Được chưa? Chào Hoàng Lê. Chỉ có cách học thầy thôi em ạ. Mình tiếp nhá. Al đây có nhôm 3 cộng không phải lượng tính. Acid S42 trừ là trung tính vứt. MgOH 2 lần 3 giờ vứt. Ở đây có ion khác CO3 trừ lượng tính. NH4 cộng acid CO3 2 trừ 3 giờ lượng tính. 1, 2, 3, 4 anh. Đáp án đúng đáp án A các em nhé. 9A rất tốt. Wow. Nguyễn Thế Khải đúng này. Nguyễn Văn Tài đúng này. Rất tốt. Câu số 10. Trịnh Thu Hạ cũng đúng. Câu số 10. Cho dung dịch BaHCO3 lần lượt vào các số trường hợp tạo kết tụa là. Thế thì các em cần lưu ý nhá. Cái anh BaHCO3 thì nó cho chúng ta hai ion Ba2 cộng và ion HCO3 trừ. Được chưa? Thế thì là HCO3 trừ này nó chỉ cần cộng với OH trừ thôi để nó tạo thành CO3 2 trừ. Là ngay lập tức Ba2 cộng đớp với CO3 2 trừ để tạo thành BaCO3 rồi. Được chưa? Mặt khác Ba2 cộng nó cũng có thể gặp SO42 trừ để ngay tức nó tạo thành kết tủa BaS4. Chính vì vậy nên KOH được để tạo thành kết tủa BaCO3. HCO3 trừ tác dụng với OH trừ để tạo thành CO3 trừ, và Ba2 cộng ăn với lại
CO2 trừ. Vậy là một chọn. Ba2 cộng ăn CO2 trừ hai cháu. Ba2 cộng ăn SO42 trừ ba cháu. Được chưa? HCO3 trừ ăn OH trừ để trở thành CO3 2 trừ, và CO3 2 trừ ăn Ba2 cộng 4 cháu. Ba2 cộng ăn SO42 trừ 5 cháu. Không ăn HNO3. Có ăn nhưng không tạo thành kết tủa. Đây yêu cầu tạo kết tủa các em nha. Lưu ý nha. 1 2 3 4 5. 5 cháu. Rất tốt, Trịnh Thị Thu Hà có mẹ rất đúng luôn. Chính xác. Trịnh Thị Thu Hà học sinh học lớp offline này. Câu 11. Câu 11. Cho một hydrocarbon mạch hở tác dụng với HCl. Các em chú ý học thầy không cần học quá nhiều. Mục tiêu học thầy chỉ cần được 9 điểm, không cần học quá nhiều. Mình có chữa đến câu 10 điểm thì chẳng bao giờ làm được 10. Thế nên mình tiết kiệm thời gian nhất để đạt được hiệu quả cao nhất. Đấy là phong cách của thầy. Câu 11. Cho một hydrocarbon mạch hở tác dụng HCl thu được sản phẩm chính. Các em cần nắm được 30 tin butan là gì? Butan 2 clo 30 tin butan. Đây. Vậy để anh này là sản phẩm chính nha. Thì nối đôi chỉ có thể nằm ở thằng đầu tiên. Bởi vì lý do cộng vào HCl thì clo sẽ ưu tiên ở carbon mạch cao hơn. Anh này là carbon bậc 1, anh này carbon bậc 2 thì clo sẽ ưu tiên carbon bậc 2 và anh này sẽ là sản phẩm chính. Được chưa? Các em nhìn thấy chưa? Được chưa? Vậy ở đây ta sẽ có tên ưu tiên đánh số từ carbon chứa nối đôi 1 2 3 4 30 tin loại A, loại B. Được chưa? Loại C 30 tin. Bút 1N. Đáp án đúng đáp án D. Phối hợp với thầy vừa chữa ở bên trên luôn mà. Những chất tác dụng đây. Chết rồi, phối hợp chưa nhìn kỹ này, các em cùng nhìn kỹ nha. Câu 10 này, những chất tác dụng với BaHCO3 lần này, KOH này, N2CO3 này, KH4 này, BaOH này lần này, H2O4 nhá. Tổng cộng có 5 thằng. Đấy. Tiếp tục nào. Sang câu 12, đây là mình còn tổng ôn luôn cả chương trình lớp 12 luôn. Đấy, nên các em nhớ xe lại về tường nhá. Nhớ lịch like nhá. Các em nhớ lịch like nhá. Nhớ lịch like cố định nhá. Nhớ lịch like cố định là vào tối thứ 2 và tối thứ 5 hàng tuần. Tối thứ 2 là mình đi giải đề tổng hợp. Và tối thứ 5 hàng tuần thì là mình làm sao nhỉ? Tối thứ 5 hàng tuần là mình sẽ tổng ôn chương trình lớp 11. Đấy, các em từ nãy đến giờ nghe thế thì giảng có hiểu bài không nhỉ? Hiểu bài chấm cái nào. Bao nhiêu bạn hiểu bài chấm cái? Thầy ốm mà vẫn live stream của các em. Thanh niên bị ốm vẫn live stream cùng học sinh. Bạn nào hiểu bài chấm cái thầy xem nào. Dãy các hợp chất dùng để điều chế chất nitrobenzen. Nitrobenzen đây bên này, bên benzen này. NO2 là nitrobenzen. Để điều chế ra nitrobenzen thì phải đi từ benzen. Đây là loại B, loại D. Được chưa? Thế thì bắt buộc nó cần phải có là xúc tác là H4 đặc. Vậy là đáp án đúng, chúng ta đáp án C. Thế thấy rất rất nhiều bạn comment đúng, Trịnh Thu Hà với Hồng Sơn, rất tốt. Câu 13. Wow, Nga Trần tốt, Trang Phan tốt, Trịnh Thu Hà. Câu 13. Cho các chất sau. Số chất làm mất màu nước brom ở điều kiện thường. Lưu ý nha. Mất màu nước brom ở điều kiện thường. Thế thì để mất màu nước brom ở điều kiện thường ấy thì chúng ta cần lưu ý những cái điều sau này. Mất màu nước brom điều kiện thường này. Điều kiện thường mà làm mất màu nước brom. Mất màu nước brom. Điều kiện thường để làm mất màu nước brom thì phải có nối đôi CC hoặc nối 3CC hoặc nhóm CHO hoặc anilin. Được chưa? Lưu lại nhá. Cái này rất kinh đấy. Không phải ai cũng biết điều này đâu. Hoặc phenol. Vậy đây này. Ethylen có nối đôi này. Một cháu này. Acetylen có nối ba này. Hai cháu này. Benzen có tác dụng với brom nhưng ở điều kiện xúc tác bột sắt chứ không phải ở điều kiện thường nên bỏ này. Buta 1,3 dien cứ có n nối đôi CC này.
Nhưng toluen không nhé. Toluen anh này không. Isopren có, styren có, vinylacetylen có. Vậy thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 chất. Đáp án đúng mình là đáp án C. Ok, rất tốt. Thì nhìn thấy Trịnh Thu Hà, Phố Hợp, Trần Minh Quang, Nga Trần comment rất tốt, chính xác. Được chưa? Tiếp tục, mình sang câu tiếp theo. Câu số 14. 14. Hóa chất để phân biệt benzen, acetylen và styren. Benzen là C6H6. Acetylen là CH nối 3CH. Styren là anh này. Vẽ này cho dễ nhìn. Được chưa? Thế thì nhìn đây có cái anh mà acetylen an một in đứng ngay đầu này thì nghĩ ngay đến AgNO3 trong NH3 không phản ứng, kết tủa màu vàng không phản ứng. Được chưa? Thế là còn hai anh này mà anh benzen và anh styren thì thầy sử dụng dung dịch brom, không hiện tượng ở điều kiện thường nhá. Thằng này nhận biết được rồi này, mất màu. Vậy là chắc chắn là mình sử dụng cái sự kết hợp giữa AgNO3 trong NH3 và brom. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng mình đáp án B. Wow, có quá nhiều bạn comment đúng đáp án B luôn. Chứng tỏ học sinh của thầy vẫn còn nhớ được chương trình lớp 11 đáp án luôn. Rất tốt các em. Luyện đề nó phải như thế này. Chúng ta phải làm khủng, chúng ta phải tiết kiệm thời gian, bởi vì đối với các em bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Dài lê thê chỉ có mua lại sự mệt mỏi. Đúng không? Chúng ta đặt đề cao hiệu suất lên trên hàng đầu. Các em đã học thầy thì các em nhớ phải đề cao hiệu suất lên hàng đầu. Và có rất nhiều bạn đăng ký mua sách, bạn Thúy Hạnh Phan, thầy cho em đăng ký bộ đề với ạ. Thúy Hạnh Phan ơi, em muốn đăng ký bộ đề thì em phải gửi cho thầy địa chỉ của em nhá. Thì thầy mới có thể Thúy Hạnh Phan đang theo dõi đây không nhỉ? Thì thầy nhắc lại là Thúy Hạnh Phan nhớ phải gửi cho thầy địa chỉ của em để thầy còn đặt ship code. Mấy hôm nay thầy ốm thì chưa đi làm gì được cả. Số liên kết sigma cho phân tử propylen. Số liên kết sigma trong phân tử propylen, chúng ta lưu ý propylen là C3 đây. Anh này có H nhá. 1 2H này, 3H này, 1 2 3 này. Vậy thì đếm này. Sigma 1 2 trong đối đối một sigma 3 4 5 6 7 8 vậy 8 sigma. Loại gì? Loại A. Acetylen sigma nhá. C này, H này. H này, 1 này. Trong này một sigma là 2 này, 3 này. 3, 8 và 3. Vậy đáp án đúng đáp án C. Cái này chỉ cần vẽ ra và đếm thôi. 15C, Bùi Văn Thành chính xác, Hồng Sơn chính xác, Nguyễn Thế Khải chính xác, Nguyễn Giang chính xác, Trịnh Hòa chính xác, rất tốt. Đề hay không các em? Nếu hay thì phải một xe. Đề này chọn lọc này. Tất cả những đề thầy chữa cho các em đều cực kỳ chọn lọc. Ok, mình tiếp tục nha. Sang câu tiếp theo. Câu số 16. Câu tiếp theo. Câu số 16. Cho các chất. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng với hoàn toàn với khí hydro dư thì tạo ra butan. Butan thì chỉ cần mạch thôi. Butan là anh này. Chỉ cần mạch có 4 carbon là thoải mái. Bút 1N này. Cộng hydro tạo ra butan ngay. Một cháu. Bút 1In. Hai cháu. Butan 1,3DN. Được 3 cháu. Vinyl acetylen. Đều là C4. 4 cháu. Isobutylen. Đây là isobutylen này. Vứt chưa? Không thể tạo thành được butan được. Vứt. Alen cũng không. Vậy đáp án đúng mình chỉ có mấy thôi. 1, 2, 3, 4 chất thôi. Đúng rồi, liên kết đôi và liên kết sigma. Liên kết đôi và liên kết 3 đều chỉ có một sigma thôi, phù hợp nhé. Đôi và sigma đều, đôi và 3 đều chỉ có một thôi, chính xác. Vậy thì có 4 chất, đáp án đúng đáp án C. Ok. 17, hình nghĩa thí nghiệm. Câu cực kỳ hay. Trong bộ đề của thầy có 45 câu hình nghĩa thí nghiệm, chắc chắn trúng một câu. Trong bộ đề của thầy. Câu 17. Câu 17. Thí nghiệm trên chứng minh tính chất gì của NH3? 17. Thí nghiệm trên
chứng minh tính chất gì của nó hát 3. NH3 này phụt lên này, hóa đỏ này, chắc chắn là nó thể hiện tính gì? Ở đây là phụt lên này thể hiện tính tan, sau là làm cho phenol và talin chuyển thành màu đỏ. Thế thì tính tan ở đây là thể hiện sự phụt lên, và tính bazơ là thể hiện cho phenol và talin hóa đỏ. Thế thì cái đề này hơi bị lỗi, nhưng mà thôi, mình có thể chọn đáp án đúng nhất là đáp án A, nhưng bạn nào chọn đáp án C cũng đúng. Nhớ nhá, đáp án C cũng đúng. Bởi vì phụt lên này thể hiện tính tan, còn hóa đỏ thì thể hiện tính bazơ. Ok chưa các em? Nên là cả A và C đều đúng nhá. Thầy chấp nhận đáp án của những cả bạn nào chọn A và chọn C. Minh Anh Phạm tan nhiều trong nước, đúng chính xác. Câu 18. Minh Anh Phạm là một trong số các bạn được 10 điểm buổi trước đấy. 18. Hỗn hợp khí X gồm ethylene và propylene. Hỗn hợp khí X gồm ethylene C2H4, có thể viết thế này. Và propylene là C3H4, có thể viết thế này. Đây. Cho amon X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Tác dụng với AgNO3 trong NH3. Tác dụng với lượng dư. Thu được kết tủa. Ethylene thì không tác dụng AgNO3 trong NH3. Vậy chỉ có propylene tác dụng AgNO3 trong NH3 thôi. Có một hydro linh động nên nó tạo thành Ag C nối 3 C C. Mình tìm được luôn số mol luôn. Đúng không? 17,64. Thầy điền hydro đây nhá, đây H. Được chưa? Đây là CH3. Thế là thầy còn là bao nhiêu nhỉ? 17,64 chia cho mở ngoặc đơn 12 nhân 3 cộng 3 cộng 108 bằng 0,12 mol. Vậy thì ngay tức thì suy được số mol của rubin bằng 0,12 mol. Mặt khác, amon X phản ứng tối đa với 0,34 mol hydro. Có nghĩa hỗn hợp này tác dụng với hydro maximum là 0,34. Vậy ngay tức thì suy được số mol pi sẽ bằng số mol hydro phản ứng. Số mol pi bằng số mol hydro phản ứng và bằng 0,34. Chính bằng bên trong đằng ethylene có 1 pi, 1 nhân số mol của C2H4. Bên trong thằng propylene có 2 pi, 2 nhân C3H4. Vậy nên thì tìm được số mol của C3H4 bằng 0,34 trừ đi 0,12 nhân 2, 0,1. Vậy thì tìm được tổng A là số mol của X. Vậy 0,1 cộng 0,12 thì bằng 0,22. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án D các nhá. Đáp án đúng của mình là đáp án D. Hydro linh động Hoàng Lê hả? Chào Hoàng Lê. Hoàng Lê, hydro linh động là hydro đính và liên kết 3 nhá. Hydro linh động là hydro đính và carbon chứa liên kết 3. Giang inbox cho thầy rồi. Ừ, chốc nữa thầy sẽ rep sau nhá. Các em cứ inbox đi, xong rồi chốc rồi thầy ra, lát rồi thầy rep. Câu 19 là một câu cực kỳ hay. Một câu cực kỳ hay luôn. Không phải bạn nào cũng giải được. Chào MHT Hương. Thầy hơi bị đói nhưng mà vẫn live stream cùng cả nhà. Đói dã man luôn. Các em không biết đi dạy off xong về đói như nào đâu, mà còn chưa có gì để vào bụng. Tí like các em xong mới được ăn. Khổ quá. Thanh niên không bao giờ được ăn tối sớm. Hello. Các em đang theo dõi video live stream, thầy nhớ share lại về tường nhá. Xong rồi tag các bạn vào trong video live stream này giúp thầy. Để mình còn có tài liệu mình ôn. Thầy sắp chữa hết bộ 15 đề rồi. Chữa hết bộ 5 chỗ bộ 15 đề xong là thầy sẽ bắt đầu chữa sang vào cái bộ sách của thầy. Hello. Nào, mình chữa tiếp à. Câu số 19, một câu cực kỳ hay. M gam P2O5. Không, cái này là của cả 11 lẫn của cả 12 đấy. Đây là thi thử trung học phổ thông quốc gia mà. Cho M gam P2O5 vào 350ml dung dịch. Thế chúng ta lưu ý này,
P2O5 mà vào trong nước ấy, thì tìm được số mol anh này là M/142 nhé. Vào trong nước này thì thu được H3PO4, thì tìm được số mol luôn, M/142 × 2 bằng M/71 cộng với lại cao hát, số mol cao hát bằng 1 nhân với 0.35 bằng 0.35, thu được chất rắn, khối lượng chất rắn là bằng 2M + 6.7. Dĩ nhiên cho phản ứng này có nước. Thầy viết như này là các em phải nghĩ ngay đến việc là mình bảo toàn khối lượng. Mình có M/71 × 98 cộng 0.35 × 56 thì bằng 2M + 6.7 cộng 18 × n². Vậy đến đây thầy chỉ cần bảo toàn. Thầy đi tìm số mol nước là ok đúng không? Đúng không? Thế ở bài này thầy có hai trường hợp. Thầy sẽ có bản chất của H3O4 cộng cao H là H cộng, ăn H trừ. Số mol H cộng ở đây bằng 3M/71. Số mol H trừ các em hiểu không nhỉ? 98 là phân tử khối của H3O4 em. 3 cộng với 31 cộng 16 x 4. OH trừ thì bằng 0.35. Vậy số mol nước ở đây chúng ta có hai cách tính để tạo thành nước. Số mol nước có hai cái tính, hoặc là bằng 0.35. Trường hợp thứ nhất, hoặc trường hợp thứ hai bằng 3M/71. Được chưa? Vậy thì thế luôn. Vào 1. Thằng này 0.35 thế 1 thì được 98/71m + 0.35 × 56 19.6 bằng 2m + 6.7 cộng với 18 × 0.35 6.3. Đến đây thì đi tìm m. Thầy sẽ có bên này, chuyển sang bên này thì thầy sẽ có là 19.6 trừ đi 6.7 trừ đi 6.3 bằng chia cho 2 trừ đi 98 chia 71 bằng 30.98. M bằng 30.98. À, loại, không có đáp án. Đúng chưa? Tiếp tục nhá, trường hợp số 2. 3M/71. Vậy nó sẽ chính bằng là 98/71m + 0.35 × 19.6 = 2m + 6.7 + 3m/71. Ui các em bấm máy tính của thầy. Cái này thầy máy tính của thầy cùi ứ bấm được. Cái này phải nhờ đến máy tính của các thiên thần rồi. 19.6 - 6.7 bằng chia cho mở ngoặc đơn. Chia cho mở ngoặc đơn cái gì đây? 2 + 18 × 3 / 71 - 98 / 71 bằng 9.34. Ơ? Cả hai cái đều không ra. Thầy bấm nhầm chứ nhỉ các em nhỉ? Có phải thầy bấm nhầm không? Thầy bấm nhầm cái nào nhỉ? 98/71 này cộng với, để nhân thầy thử ở bên trên nhé, 98/71 cộng với 0.35 × 56 bằng 19.6 này cộng 2m cộng với lại 6.7 này cộng 18 × 0.35 cộng 18 × 0.35. Chắc chắn thầy bấm nhầm ở đâu rồi, các em bấm lại rồi vậy. 6.3 trên ra à? Thầy bấm nhầm đâu đấy các em? Các em nhìn của thầy phát xem thầy bấm nhầm đâu. 6.7 cộng với lại 6.3 19.6 trừ n bằng chia cho 2 trừ đi 98 × 71. Trường hợp 1 ra nhân 18. Không có máy tính. Trường hợp 1 ra lên. Ok, thank you. Thầy bị bấm bị nhầm, 19.6 trừ đi 6.7 trừ đi 6.3 bằng chia cho mở ngoặc đơn 2 trừ đi 98 chia 71 bằng 10.65 đúng không?
Thầy báo lỗi các em ạ. Thầy vừa ấn sai. Ok, thank you. Đáp án đúng đáp án này. Cảm ơn các bạn nhá. Đấy, các thanh niên có máy tính bấm kinh khủng luôn. Mình có nha, sang câu tiếp theo. Câu số 20. Ok, thank you. Cảm ơn Trần Ngọc Duyên. Cảm ơn Hoàng Lê, thầy ấn sai. Cảm ơn Hồng Sơn, thank you. Câu 20. Hỗn hợp khí A gồm hydro. Hỗn hợp khí A gồm hydro và một hydrocarbonic mạch hở. Hydro và một hydrocarbonic mạch hở, thầy đặt nó là CHI đi. Đốt cháy 6 gamma cộng oxy thì thu được số mol CO2 17,6 chia 44 bằng 0,4. Tiếp tục. Mặt khác 6 gamma lại tác dụng vừa đủ với brom. Số mol brom bằng 32 chia 160 bằng 0,2 mol. 32 chia 160. Chắc chắn hydro không ăn được với brom mà điều kiện thường rồi. Vậy là chỉ có thể là CHI. Đúng chưa? Vậy thầy sẽ đi giải này. Trường hợp số 1. CHI là CnH2n. Thì thầy tìm được luôn số mol brom bằng số mol của anken luôn. Bằng 0,2. Được chưa? Với hỗn hợp này có thể gồm hydro này. Vậy thầy tìm được luôn số nguyên tử carbon bằng 0,4 chứ 0,2 bằng 2 luôn. Vậy nó là C2H4. Được chưa? Vậy loại gì này? Trường hợp số 2. Hydro và CnH2N-2. Thì có phải anh CnH2N-2 này có 2 pi thì nó sẽ ăn 2 brom. Vậy số mol brom phải chia cho 2. 0,2 thì anh này bằng 0,1. 0,1 vậy thầy tìm được là 0,4 và chia cho 0,1 thì nó bằng là C4. H 2 nhân 4 là 8. 8 trừ 2 nhân 4 là bằng 8. 8 trừ 2 là 6. C4H6. Vậy thì có 2 trường hợp CH4 và C4H6. Được chưa? Được chưa? Ok, nhìn thấy chưa? Giờ thì thầy thử lại nhá, xem có ra được số mol số mol hydro vẫn tính bình thường đúng không em? Hoàn toàn bình thường thôi. Vậy đáp án đúng mình là đáp án à, Nga Trần chính xác, Trịnh Thu Hà chính xác, rất tốt. Coi như một lần làm lại nhỉ. Tìm bóc lại rồi. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 22. Cho sơ đồ phản ứng sau. Cho sơ đồ phản ứng sau. Nguyệt Hà viết chữ to hơn. Ok. Cho sơ đồ phản ứng sau. Phát biểu nào sau đây về X và Y là đúng? CaO2 lần tác dụng với NaHCO3 để tạo thành CaCO3. Chúng ta chú ý đây tỷ lệ 1:1. Thì đây là phản ứng trao đổi thôi. Thì nó tạo thành là 2OH trừ, chắc chắn dư 1OH trừ. Vậy chất này phải tạo thành NaOH. X là NaOH. BaHCO3 2 lần. Thôi chết rồi, thầy chữa câu 22 mất rồi. Thôi để chữa câu 22 xong đấy nhá. Ba thế đi lên câu 21. Ok. 21 bắt lé đấy. 21 nhá. Đốt cháy hoàn toàn V-lít ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp gồm etan là C2H6 và etilen là C2H4 để thu được CO2 là 0,15, H2O là 0,2. Được chưa? Ở đây có rất nhiều cách giải. Nhưng mà thầy sẽ chữa cho chúng ta cách giải nhanh nhất. Các em cùng quan sát cách giải nhanh nhất nha. Mình thấy này, CH4 là CnH2n nhé. Anh này cháy cho ta số mol CO2 bằng số mol nước. Nhưng ta lại thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy độ chênh lệch cháy này ở đây là do thằng CH6. Do CH6 thì cháy luôn luôn cho ta nở nước lớn hơn nở CO2. Được chưa? Bùi Văn Thành rất tốt. Vậy mình có số mol CH6 bằng 0,2 trừ 0,75 bằng 0,05. Đến đây thì đi bảo toàn nguyên tử carbon thì tìm được số mol CH4 0,15 trừ đi 0,05 nhân 2 bằng 0,1. Đúng chưa? 0,15 trừ đi 0,1 bằng 0,05 chia cho 2 thì bằng 0,02.
25. Vậy đến đây thì tìm được V 0,05 cộng với lại 0,025 bằng 0,075 cộng 0,025 bằng nhân với lại 2,4 bằng 1,68 lít. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Ok. Bùi Văn Thành rất tốt, đúng, chính xác. Trần Thị Ngọc Duyên, chính xác. Và mình sang câu 22 nhá. Câu 22, những câu này khá là cứng luôn. Câu 22, cho sơ đồ phản ứng sau. CaH lần cộng NaHCO3 để tạo thành CaCO3 cộng NaOH cộng nước. BaHCO3 lần cộng 2KaOH để tạo thành BaCO3 cộng với lại K2CO3. Vậy X là NaOH và Y là K2CO3. NaOH cộng HCl không ra được khí, vứt. NaOH cộng MgCO3, MgNO3 hai lần tạo kết tủa được. K2CO3 cộng MgNO3 hai lần kết tủa được. NaOH hòa tan được nhôm chứ K2CO3 không. Đều không tác dụng dung dịch BaCl2. NaOH không tác dụng như K2CO3 có. Vậy đáp án đúng, mình là đáp án B. X, Y đúng, đều tác dụng với MgNO3 hai lần để tạo kết tủa. Kết tủa thứ nhất là kết tủa MgOH hai lần. Kết tủa thứ hai là kết tủa gì nhỉ? Kết tủa thứ hai là kết tủa MgCO3. Sang câu tiếp theo, câu số 23. Câu tiếp theo, câu số 23 nhá. Câu tiếp theo, câu số 23. 23 mình có nè. 23. Cho các dung dịch, cho các dung dịch X chứa các ion. Em comment đáp án xem nào, có 23 đáp án gì. Bắt đầu thấy cứng cứng hơn rồi đúng không? Fe3 cộng, SO42 trừ, NH4 cộng. Ui sói con tập hú lâu lắm mới thấy có mặt. NH4 cộng, Nga Trần tốt. Nga Trần bấm máy tính đấy nha. Chia dung dịch thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với NaOH dư. Phần 1 tác dụng NaOH dư cộng với OH trừ dư. Đun nóng thu được 1,07 gam kết tủa. SO42 trừ 0, NH4 cộng 0, NO3 trừ 0 chỉ có kết tủa là FeOH 3 lần. Tìm được số mol là 1,07 chia 107 bằng 0,01. Vậy thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố sắt 0,01 thì Fe3 cộng bằng 0,01. 0,672 lít khí. Khí sinh ra này. Thằng này không sinh khí, thằng này không sinh khí, chỉ khi sinh khí là của thằng NH4 cộng thôi. Sinh khí là NH3. Vậy khí sinh ra chúng ta là khí NH3. Được chưa? Ta tìm được số mol khí 0,672 chia 2,4 thì bằng 0,03. Vậy bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ thì anh này bằng 0,03. Ok. Ok. Thấy chưa? Tiếp tục đi. Phần 2 tác dụng với BaCl2 dư. Phần 2 tác dụng với lại BaCl2 dư. Đấy, tác dụng với Ba2 cộng dư thì thu được kết tủa. Thằng này không, kết tủa BaS4. Chứ NH4 cộng cũng không. Số mol kết tủa BaS4 bằng 4,66 chia 233 bằng 0,02. Nên bảo toàn tiếp lưu huỳnh 0,02. Đến đây thì bây giờ bảo toàn điện tích thì tìm được số mol NO3 trừ 0,01 nhân 3 bằng 0,03 cộng 0,03 bằng 0,06 trừ đi 0,02 nhân 2 là còn 0,06 trừ 0,04 thì còn 0,02. Để bài hỏi tính khối lượng các chất tan trong dung dịch X. Ở đây thầy đang tính là của phần 1 thôi hoặc của phần 2 thôi. Có nghĩa đây trong một phần. Trong một phần thì thầy tìm được khối lượng các chất tan bằng 56 nhân với 0,01 cộng với 0,02 nhân với 96 cộng với 0,03 nhân 18 cộng 0,02 nhân 62 bằng 4,26 gam. Đây là một phần nhá, đừng có tô, đứa nào tô A là chết. Phải nhân lên với 2 bằng 8,52. Bởi vì đây bài hỏi trong X, trong X là trong cả hai phần. Ok, các em hiểu bài không nhỉ? Chào sói con tập vũ, các em hiểu bài không? Bạn nào hiểu bài thì chấm cái nào. Ok. Các em có hiểu bài không nhỉ? Hello. Khẩn trương nào các em. Đúng rồi, nhân 2 chính xác.
Tiếp tục đọc em, câu 24. Tiếp tục, câu 24. Khi được chiếu ánh sáng, khi được chiếu ánh sáng. Chào Phượng Nguyễn, một thời đây này, đúng rồi, bây giờ thì nó học xong rồi. Hello. Tiếp tục. Tiếp tục nha. Chiến tiếp. Câu 24. Khi được chiếu ánh sáng, hydrocarbon nào sau đây tham gia phản ứng thế với clo theo tỷ lệ 1:1 thu được 3 dẫn xuất mono clo là đồng phần nhỏ. Úi sự đầy đứa không nhớ được thằng này. Rất rất nhiều đứa không nhớ được thằng này. Làm sao mà lại thu được tận 3 dẫn xuất hydro là đồng phân của nhau. Đấy. Quan sát nha, quan sát nha. Quan sát thật kỹ là về chữa nha. Pentan. Một, hai, ba, clo có thế có ba thằng. Ok. Ba dẫn xuất mono clo đồng phân cấu tạo được. Neopentan. Thế vào đây như nhau. Isopentan. 1, 2, 3, 4, 4 sản phẩm. Vứt. Butan. 1, 2, vứt tiếp. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Pentan nhá. Chúc mừng tất cả các bạn nào chọn đáp án A. Đáp án A phải là đáp án chính xác nhất. Ok. Hay không? Tiếp tục nha. Câu 25. 25. Chất X có công thức tên thay thế của X là. Chất X có công thức tên thay thế của X là. Đây toàn là tìm cú đêm hết. Câu 25. Chất X có công thức tên thay thế của X là. Thế mình phải lưu ý nha. Ưu tiên gọi tên ý, là phải gọi tên theo carbon chứa nối đôi. Có nghĩa là phải ưu tiên của những cái thằng mà chứa nối đôi trước. Vậy mạch chính của thầy ở đây nó đây mới là chọn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Được chưa? Bây giờ nó có hai nhánh etin này. Carbon số 5 và carbon số 3. Vậy được là 3,5 dietin. Loại B, loại D. 3,5 dietin được chưa? Nhánh số 2 là metin, 2 metin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mẹ em phải bón phân hóa học hép. Hép tờ, được. Men, 1 en. Vậy đáp án đúng đáp án C. Thì em nhìn kỹ chưa? Nhìn kỹ chưa? Nhìn rõ ràng chưa? Đấy. Phải nhìn như vậy thì mới thấy rõ được đúng không? Tiếp vào. Câu 26. Anken X có tỷ khối hơi so với nitơ bằng 2. Anken X mà tỷ khối hơi so với nitơ mà bằng 2 thì em xem nhá, phân tử khối bằng bao nhiêu nhỉ? 2 nhân với 28 bằng 56. 56 mà nó là anken là CnH2n ấy. Vậy n bằng 4. Suy ra này là C4H8. X có một đồng phân hình học. Đúng rồi, các em tác giúp thầy tất cả các bạn của em vào trong video live stream này nhá. Chúng ta chuẩn bị chữa lên những câu khó khó đấy. Ok, tiếp tục nào. À, Ngọc Duyên là bởi vì là có thể đầu em bị trễ mà. Có nhiều bạn bị trễ mà. Tiếp tục này. X có một đồng phân hình học C4H8 xem nhá. Hoặc nó đưa làm đây. Xét các đồng phân. Hoặc nó luôn nằm giữa này. Đấy gì? Anh này không có đồng phân hình học. Anh này không có đồng phân hình học. Vậy chỉ có anh này có đồng phân hình học này. X có một đồng phân học, đúng. Ba anken đồng phân cấu tạo ứng với công thức của X, đúng. 1, 2, 3, chính xác. X có khả năng là mất bằng dịch brom, được. 1, 2, 3, đúng rồi. 1, 2, 3 đúng rồi, xem nào. Khi tác dụng hydro xúc tăng niken thu được butan, cái này chưa chắc chắn đúng.
anh này thu được butan, anh này thu được butan, nhưng anh này chưa chắc đã thu được butan đâu, nên 4 sai. X có liên kết pi và 11 liên kết sigma, xem nào. 1 pi chính xác. Xem đúng là 11 sigma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, xem nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, đúng chính xác 11 sigma. X có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polymer, đúng. Mở ra em. Thế là anh chưa hết đấy, vô tí on. Các em xe mạnh vào để thầy chữa hết à? Bạn nào muốn thầy chữa hết thì chấm một cái. Thầy đang cố gắng chữa hết. Vậy thầy có 1, 2 1, 2 bên này đúng cả 3 nhỉ. Bên này đúng cả 3 này. 1, 2, 3 bên này cộng với bên này là 4, 5. Vậy mình có 5 nhận định đúng. Đáp án đúng đáp án B. Câu 26 đáp án B. Đấy. Cái việc mà thầy chữa hết hay không, full hay không của tối hôm nay phụ thuộc rất nhiều vào việc chia sẻ của em, để cho các bạn cũng có thể biết đến thầy nhiều hơn. Đấy, các em share thật nhiều, comment thật nhiều thì nhiều bạn biết đến thầy, thì chắc chắn là thầy sẽ chữa hết rồi. Câu số 27. Các em thấy hay không? Càng xuống dưới đề càng hay. Cực kỳ hay luôn. Câu 27. Để 1,12 gam bột sắt ngoài không khí. Các em comment đáp án nha. Một lần sai là một lần đúng. Một lần sai là một lần nhớ. Không có gì phải sợ cả. 1,12 chia 56 bằng 0,2 mol. Để trong không khí một thời gian. Cộng oxy không khí. Thu được 1,44 gam bột rắn cùng các oxy sắt và sắt dư. Fe. FeO. Fe2O3. F3O4. 1,44 gram. Vậy ngay lập tức thầy bảo toàn khối lượng thì tìm được khối lượng của oxy luôn. 1,44 trừ đi 1,12 bằng 0,32 chia 32 ra số mol oxy 0,01 mol oxy. Thêm 2,16 gram bột nhôm. Thêm 2,16 gram bột nhôm thì tìm được số mol bột nhôm bằng 2,16 chia 27 bằng 0,08. Wow. Các em ơi nhìn này. Bây giờ là 22 giờ 20 phút mà mình vẫn có hơn 100 bạn học. Dã man thật. Rất tốt, đây là những con cú đêm học hành cực kỳ giỏi. Wow. Các em share thật nhiều nữa nào. Để xem tối nay có bao nhiêu con cú đêm cùng học với thầy. Có tiếp nha. Nhìn kỹ nha. Số mol nhôm bằng 0,08 này. Thực hiện hoàn toàn, các em chú ý cụm từ hoàn toàn. Phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp chất rắn Y. À, nhiệt nhôm thu được chất rắn Y. Vậy hỗn hợp chất rắn Y thầy không quan tâm nhiều. Thầy biết chắc chắn nó sẽ có Fe này. Có nhôm. Đúng không? Hoàn toàn một trong hai thằng hết. Không biết thằng nào hết, không biết thằng nào dư. Thầy ghi giả sử có FeO, Fe2O3, Fe3O4, có cả nhôm đi và có cả Al2O3 đi, đúng chưa? Cộng với cái gì đấy, xíu ngồi làm bài tập sắt và chrome này thầy. Ui, lớp off thầy học xong cái này từ lâu rồi các em ạ. Online các bạn cày gần xong rồi, bây giờ mới làm thì hơi muộn đấy. Giờ tất cả team thầy gần đi cày đề hết rồi. HNO3 đặc nóng dư, dư nhá. Thì sắt của thầy về sắt dương 3, nhôm của thầy cũng về nhôm dương 3. NO2 là sản phẩm khử duy nhất, chứng tỏ không có NO4. Được chưa? Để hỏi về. Thế giờ các em nhìn kỹ này. Với một bài dài như này thì chúng ta cần nhìn điểm đầu điểm cuối. Sắt thầy đầu là 0 nhé. Cuối cùng sắt dương 3 này là nhường E3. 3 nhân 0,02. Nhìn kỹ chưa? Tiếp tục này. Thật chú ý vào đây. Oxy 0 cuối cùng về oxy trừ 2 hết đúng không? Là oxy được bọn nhận E. Một thằng oxy không nhận 4 E đúng không? O không với O chứ 2 mà. 2, 2 nhân 2 là 4. 4 nhân với 0,01. Còn thằng nào nữa? Nhôm 3 cộng, nhôm 0 này. Về nhôm 3 cộng này, nhường 3 E. Cộng 3 nhân 0,08. Thì bằng NO2. NO2 nhận 1 đúng không? Nitơ dương 5 mà. Về nitơ dương 4.
Vậy nhận 1, 1 lần số mol NO2. Vậy đây mình tìm được số mol NO2 luôn. Bằng 3 nhân 0,02 cộng 3 nhân 0,08 trừ đi 0,04 bằng 0,26. Đúng không? Hình như thầy đang ấn lỗi ở đâu đó. Thầy đang ấn lỗi ở đâu đó. Các em đợi thầy xíu. Hình như thầy đang nhấn lỗi đâu đó. Các em nhìn nhìn giúp thầy xem thầy có nhấn lỗi đâu. 3 nhân 0,02 này cộng với lại 3 nhân 0,08 này trừ đi 0,04 này trừ đi 0,04 nhân 1 4 nhân 0,1 đúng không? Không, nhân 2,4 thì 0,26 nhân 2,4 5,8 phải tự ào đúng rồi. Thầy chưa nhân. Sorry cả nhà. Đáp án đúng, đáp án B. Ok, cảm ơn Trúc Thanh, cảm ơn Nguyễn Thế Khải. Thank you các em. Tiếp nha. Câu 28. Wow. Nhìn khó ghê đúng không các em? Xem nha. Cùng thầy viết phương trình bài này nhá. Viết xong phương trình bài này thì cực kỳ khủng luôn. Xe lại về tường đây bởi vì những cái phương trình này là phương trình cực kỳ hay thi. Cho dung dịch BaOH 2 lần đến dư và dung dịch. Chú ý thì bài hỏi là kết tủa sau phản ứng xảy ra hoàn toàn. Được chưa? Thầy chắc chắn công nhận đói lắm rồi. Trúc Thanh đừng nhắc nữa không đói. Đói thì bây giờ tiếc gì một tim cho thầy. Tim nhiều vào, đói mờ mắt rồi. 22 giờ 24 phút rồi còn chưa được ăn. Thế này chả ốm sao? Kết tủa BAS4. Một chào nha. Cái này cực kỳ nhiều bạn sai này. Rất rất nhiều người làm sai chỗ này. Nhiều người bảo là cái này tạo thành Ag3PO4 kết tụa màu vàng nhưng sai các em nhé. Ag3PO4 không thể tồn tại trong H2O3 được nên sai. Hai không có kết tụa được. Một có. Cho dịch NaHCO3 vào MgCl2. Thế thì cũng không sinh được kết tụa bởi vì MgHCO3 không kết tụa, NaCl không kết tụa. Na3PO4 vào CaNO3 hai lần thì nó tạo thành Ca3PO4 hai lần kết tủa, có kết tủa bốn cọ. 5 SO4 trừ Ba cộng tạo kết tủa BaSO4. 1, 2, 3. Ta vẫn đúng đáp án C. Ok, không thả tim được à bạn anh? Không thả tim được thì thả chấm. Thanh niên nào không thả tim được thì thả chấm. Vậy đáp án đúng mình đáp án C nha các em. Thấy các em nghe thầy giảng có hiểu bài không nhỉ? Các em nghe thầy giảng có hiểu bài không? Hay thầy giảng nhanh quá? Thầy có đang cần giảng chậm lại cho các em không? Comment điên đảo cho nào. Tiếp sang câu 29. 127 bạn và bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi. Rắn thức khuya học bài rất chăm chỉ. Câu 29 nào các em. Câu 29 cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là. Ở đây mình có bao nhiêu phát biểu đúng? Đây mình có bao nhiêu phát biểu. Các em xem mãnh liệt lên để làm sao cho đến đúng 10 giờ 30 của mình cực kỳ đông bạn vào học cho các bạn khác nhìn thấy sợ chết khiếp. Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất cùng comment đáp án nhá. Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất. Ừ bây giờ thầy sẽ nói chậm, Nguyễn Lam Hồng nhá, nói chậm cho các em cùng hiểu. Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu liên kết có chữ cái này đúng này. Một cho đúng này. Phản ứng của hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và thường không hoàn toàn. Để chính xác các em mới nhớ đến việc em nấu cơm ấy. Rất lâu và đôi khi cơm cháy, cơm khê. Bạn nào nấu cơm giỏi nhất là cái việc mà ở dưới cháy xong ở giữa như cháo xong ở bên trên thì nó lại kiểu còn gạo. Đấy gọi là nghệ thuật đỉnh cao nấu cơm. Tí thì mới sửa bài đồ thị. Phải đề thì chắc là ở trên Word thầy nhá. Tí thì mới sửa bài đồ thị. Sắp đến rồi. Hợp chất hữu cơ có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp. Chính xác. Rượu mở nắp ra là ngửi khắp cả phòng luôn rồi. Hydrocarbon là hợp chất hữu cơ chỉ chứa carbon hoặc chỉ chứa carbon hydro. Sai. Đây này. CH3N thôi. Có cả nitơ. Thầy đạt đỉnh cao nấu cơm đúng không? Thầy có biết nấu cơm đâu. Nấu cơm cháy cả nồi. Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có carbon. Thường gặp HON. Đôi khi gặp SP. Halogen có thể có cả kim loại. Chính xác. Hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi, tan tốt trong dung môi hữu cơ. Chính xác luôn. Được chưa?
Vậy ở đây thì sẽ có 1, 2, 3, 4, 5. 5 nhận định đúng. Đáp án đúng, đáp án sẽ. Ok. Tịt mũi rồi các em ạ. Nói nhiều quá tịt mũi luôn. Câu 30. Câu 30 nào. Câu 30 nào. Câu 30 nhìn thấy kinh không? Câu 30 bạn nào biết đáp án comment đáp án xem nào. Bây giờ nào cùng comment đáp án xem các em có biết đáp án. Nguyễn Đức Khải tốt đấy. Rất kinh đấy. Nói chung là team của thầy thì thường là team học châu đúng không? Học thầy từ đầu rồi nên học châu nên bây giờ mới online thầy biết thừa. Bây giờ mới online, bây giờ mới đi xe. Đây toàn bọn cú đêm. Tiếp tục nha. Có 4 lọ dung dịch riêng biệt X, Y, Z, T chứa các chất khác nhau trong 4 chất. Bằng cách dùng dung dịch xéo lần cần cho vào các dung dịch thì thu được kết quả sau. Ta xem nhá. X là dung dịch NaNO3 xem nào. NaNO3. NaNO3 có tác dụng với xéo quá là lần đâu. Sai. Y KCO3 nè. KCO3 cộng với lại xe OH2 lần thì làm sao tạo thành khí NH3 được. NH3 khí mùi khai. Bỏ. T là NH4 2 lần CO3. Mình có này OH trừ cộng với NH4 cộng để tạo thành khí mùi khai đúng. Canxi 2 cộng cộng với lại CO3 2 trừ để tạo thành kết tủa CaCO3 đúng. Được chưa? Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án B. Thầy thấy bạn Trịnh Thị Thu Hà comment đúng này. Rất tốt. Một tràng pháo tay cho bạn Trịnh Thị Thu Hà. Rất rất tốt luôn. Wow, bây giờ là 22 giờ 29 phút. Mình giải đến câu 31. Và có tận gần 120 bạn. Kết tủa khí khai NH3 chính xác đấy. Phạm Thành chính xác. Câu 31 đọc em. Cùng comment đông đảo mạnh mẽ câu 31 lên cho mọi người kinh sợ chúng ta. Hợp chất hữu cơ X mạch hở tỷ khối hơi cho không khí bằng 2. Tỷ khối hơi cho không khí bằng 2 thì nhiều đứa không biết rồi. Thế thì anh này ạ, 2 thì phân tử khối của khí thì bằng 29, 29 nhân 2. Vậy thì thằng X này nó bằng 58. Đốt cháy X bằng oxy thì thu được CO2 và nước. Nhá. Đốt cháy X bằng oxy thì thu được CO2 và nước. Vậy điều này chứng tỏ là X chỉ có thể là có carbon, hydro, oxy hoặc carbon và hydro. Nếu chỉ có carbon và hydro thì nó là C4. Đúng nhỉ? C4H8. Đúng chưa? C4H8. Còn nếu mà carbon, hydro, oxy, giả sử như có một oxy, giả sử như nó có một oxy thì nó là sẽ là 58 trừ đi 16 thì còn 42. 42 thế là nó là C2H4O. Đúng chưa? Nếu nó có hai oxy thì là 58 trừ đi 32 bằng 26. 26 là bằng C2H2O2. Đúng chưa? Đấy, vậy là nó có khoảng là 3 này. Vậy đầu tiên là hình viết thành C2H2O2 đã. C2H2O2 thì là COO CHO CHO. Đúng chưa? Một cháo. Một cháo. Ui. C4H10 á. À 58. Ừ sorry các em. C4H10. Cảm ơn Phạm Thành. C4H10. May thế. May Phạm Thành nó nhìn ra không thầy lại bị nhầm. C4H10. Thế nhá, C2H2O2 là một thằng này. CH4O này thì là CH3 CHO một cháu này. Đây 1 nhá, đây 2 nhá. Được chưa? Tiếp tục này. À thằng anhít này là hết rồi. Nối đôi ăn côn không được. Được chưa? Sẽ là 58 trừ 16. 58 trừ đi 16 thì còn 42. Ờ hình như thầy nhầm. 42 mà chia cho 14 thì là 3. C3H6O. Cảm ơn cả nhà, thầy bị lỗi. C3H6O thì ở đây phải là gì? C C CHO. Đúng không? Còn anh nữa là C C nối đôi O C 2 3. Thì chờ 3 anh rồi. C4H10 này. Đây là 1.
Đây là 2. 4. 5. Vậy ta tổng cộng bao nhiêu anh? Ok, cảm ơn Vô Tí Hon. Đây rồi. Thank you. Vậy tổng cộng mình có 5 anh. Đáp án đúng đáp án C. Có đúng đáp án C không? Chắc chắn chưa? Cá chưa? Các em comment đáp án ra đây xem nào. Em nghĩ là đáp án nào? Em nghĩ rồi đó nhá. Thầy vẫn đang chưa chốt đáp án đâu. Ừ thì C3 đây. Vừa nãy là thầy ghi C3 rồi thằng Vô Tí Hon. Đây C3 6 ô đây. C3 6 ô đây. Vô Tí Hon thắc mắc gì nhỉ? Ôi, ho quá. Cháy hết mình cùng học sinh thân yêu. Mà chẳng biết chúng nó có yêu thầy không. Vẫn còn, chính xác. Đúng rồi đấy. Chứ không phải là xe đâu, mình vẫn còn đấy nhá. Đây là xe A2O2 này, xe O nhá. Đúng không? Đúng không? Tiếp tục, này còn này. C36O này, CCCSO này. Mình vẫn còn này. C nối đôi C gạch OH. Đây là chất số 6. Nhìn thấy chưa? C36O còn anh này mà. Đúng chưa? Nhìn thấy rõ chưa? Nhìn thấy rõ anh này chưa? Đấy. Nhiều bạn hỏi là có axit không thầy nhỉ? Nhiều bạn đang hỏi thầy là có axit không đây? Chúng ta có thể chứng minh được mà. Chúng ta có thể chứng minh được mà cả nhà. Tiếp đi. 6 rồi. Còn thằng nào nữa? Còn thằng nào nữa? 58. 58 mà chia cho 14. Nó phải là 16 cơ. Không được là C4 đúng không? Thế ở đây thầy nhắc lại nhá. Ở đây thầy có mà một là anh CSO, CSO này. Hai là anh này này. Là anh về bọn anhydride này, C36O này. Riêng C36O thì có ba anh này. Đúng chưa? OH thì không thể đính được vào carbon có chứa nối đôi được. Đúng không? Được chưa nào? Thế anh số 4 này. Anh số 5 này. Hiện tại bây giờ mình đang là nghiêng về đáp án D6. Giờ đố bạn nào chọn được. Được thêm một đáp án nữa. Đấy. Đề này xoáy lắm. Đề này nó liên quan đến kiến thức của lớp 11 là phần nhiều. Và có khá nhiều bạn bị sai ở cái tờ đề này. Cực kỳ nhiều bạn bị sai ở tờ đề này. Đúng không? Thế nên thầy phải chữa cái đề này cho các em. Và tối nay thì thầy chữa full cho các em. Xem là còn những bạn nào bị sai nữa không. Hiện tại anh ta đang dừng lại 31 này của thầy đang là đang có 6. ETE nữa đúng không? ETE đây à? Được chưa? Vậy đáp án đúng của mình là có 7. Chính xác. 7 chấm. Câu 32. 32 à? À, chú ý nha. Trộn 0,1 mol. Trộn 0,1. Bọn chơi game nó xem cả ngàn. Dĩ nhiên rồi. Thì người nghèo lúc nào mà chả đông. Người giàu mới ít em ạ. Người càng giàu thì số lượng càng ít. 0,1 mol hỗn hợp gồm Na, NO3, can tim của thầy theo hướng không cần đông nhưng phải cực chất với 0,15 mol Cu NO3 hai lần, thầy nghiêng về hiệu suất hơn 0,15. Thu được hỗn hợp X
Nung nóng hỗn hợp X, nung nóng thì thu được chất ăn Y. Chất ăn Y thì gồm này, không biết là có hết hay không đúng không? À, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn để bài cho rồi. NaNO2 này, KNO2 này, CuO này, bạo độc khí Z gồm NO2 và oxy, dẫn toàn bộ Z vào nước dư thì thu được dung dịch T HNO3 và thoát ra V đít khí. Vậy khí này chắc chắn là oxy dư. Xác định giá trị của V. Wow. Căng mắt coi thầy, thầy còn đang nhịn đói dạy bọn em. Xem nào. À, Huỳnh Gia Tuyền có hỏi gì thì chốc nữa thầy like xong nhá. NaNO3 với KNO3 thì coi là một thằng đi. Coi chung là một thằng được mà. MNO3 thì hai này đều coi chung là một thằng là MNO3 được nhá. Và thằng này xuống còn 0,1. Thầy coi hỗn hợp này nhá, thầy coi lại này, hỗn hợp này của thầy sẽ gồm MNO3. Thầy giải lại cái câu 32 cho các em nhìn. Sợ đây hơi rối mắt, để dĩ nhiên là chất. Thầy coi nhá, NaNO3 và KNO3 là M. Gọi là MNO3 đi. Số mol 0,1. Đây có CuNO3 hai lần. Luyện đề phải luyện những đề chất chất này thi mới khủng được. Nhiệt phân. Đấy các em, các bạn mà đăng ký trong khóa live của thầy thì đều làm những cái đề chất chất như này. Thì nhiệt phân thì thu được là MNO2 0,1, CuO 0,15 bảo toàn đấy. Cộng hỗn hợp gồm NO2 và oxy. NO2 chỉ mỗi thằng CuNO3 hai lần sinh ra thôi nên là thằng này 0,15 này. Oxy sinh ra là do cả hai bọn này sinh ra nữa. Thế thì tìm được số mol luôn nhỉ. MNO3 thì sinh ra 1/2 oxy. Hoặc đây thì bảo toàn oxy là ra được oxy đây luôn rồi. Bảo toàn oxy cho nhanh. 0,1 nhân 3 cộng với 0,15 nhân với lại 3 nhân 2 là 6. Trừ đi 0,1 nhân 2 trừ đi 0,15 nhân 1 trừ đi 0,15 nhân 2 0,55 chia cho 2 0,275. Còn này vào nước thì tạo ra HNO3 và oxy dư. Thôi thì viết phương trình rồi dễ nhìn. Nghỉ đi thầy, tẹo nữa em. NO2 cộng oxy cộng HNO H2O để tạo thành HNO3. Đúng không? Vậy thì cân bằng phương trình anh này là 1, anh này là 4. Vậy là 4 1 4 2. Số mol NO2 thì chúng ta là bằng 0,15. Số mol oxy thì bằng 0,275. Vậy NO2 hết. Nhân 1 chia 4. 0,0375. Vậy ta được 0,275 trừ N bằng nhân 2,4 bằng. Ơ không phải, chỗ này thầy nhân nhầm. Đúng không? Ờ mai tiếp á. Ok, nốt câu này nhá. Nốt câu này. NaNO3 và cam là ok, được rồi, đợi thầy chữa nốt câu này. NaNO3 thằng này 0,1, thầy chưa ăn cơm. Ừ, chính xác. Trộn 0,1 mol NaNO3 này 0,1 với 0,15. 0,15 này thu được này, hỗn hợp X này. Hỗn hợp X. Đúng không? Hình như chỗ này thầy đang bảo toàn lỗi sao ấy. Chỗ này như thầy đang bảo toàn lỗi. 0,1 thì lượng oxy sinh ra anh này bằng 0,05. Cộng với là anh này sinh ra là số mol NO2 là 0,05. Oxy 0,1 thì sinh ra 0,05, 0,05 cộng với NO2 chia cho 4, 0,15 chia 4. 0,0875 mới đúng. Đúng rồi. 0,0875.
đúng không? 8, 7, 5. Vậy chỗ này là 0,0875 trừ đi 0,0375 bằng 0,05. Oxy thể dư 0,05 nhân 2,4 bằng 1,12. Đúng rồi. Ok, nhân 2. Thế thì oxy này của thầy cũng chỗ này nhầm chút. MnO3 thì chia ra 1/2 oxy, vậy nó là bằng 0,05 nhá. Cộng này chia 4 là 0,3 chia 4 bằng 0,075 à. 3 chia 4 bằng 0,075, đúng rồi. 0,05. 0,125. Mà trừ đi 0,0375 vẫn bằng 0,0875 mà. Đúng rồi, đây là 0,3 này. Thì oxy này thì 0,1 thì là 0,05 này. 0,3 mà chia cho 4. 0,075, 0,05 cộng 0,075. 0,125, đúng không? Đúng chưa? Đúng là 0,125 chưa? Rồi, vậy là NOxy ở đây bằng 0,125 chính xác. Phản ứng thì số mol NO2 này chắc chắn là hết, đúng không? NO2 chắc chắn là hết, 0,15 nhân 1 chia 4. Đúng nhỉ? À, NO2 là 0,3. 0,3 nhân 1 chia 4. 0,075. 0,12 bằng 0,05, 0,05 mà nhân với lại 2,4. 0,05 mà nhân với lại 2,4 thì bằng G, 1,12 lít. Ok, thầy tính hơi nhầm chút, còn phương pháp lại đúng. Ok, có lẽ phải tạm biệt các em ở đây, đề khá là hay, nhưng mà cũng khá là muộn rồi. Tí nữa thầy sẽ gửi cho các em file đáp án chi tiết nhá. Bye bye, chào tạm biệt các em.